Hello mọi người, thì hôm nay là phần tiếp theo của BA Concept. Như đã hứa với mọi người ở tuần trước, thì tuần này mình mang đến cho mọi người một chủ đề, đó là Price Delivery. Thì trong chủ đề này, mình sẽ đề cập đến những vấn đề sau đây. Đầu tiên là Price Delivery. Thì trong mục 1 Price Delivery, nó chỉ có 4 thành phần cốt lõi, đó là Consolidation, Expansion, Retrenchment, Reversal. Thì đây là 4 giai đoạn kiểu giá của thị trường. Thứ hai đó là đặc điểm của từng giai đoạn và cuối cùng là tổng kết. Rồi bây giờ mình tới với price delivery. Thì đối với mình xem đây như là một lá bùa bình an. Mọi người cũng có thể in nó ra và để nó trước ở bàn tray để mình giải thích cho mọi người một xíu ha. Thì như mình đã nói, price delivery á, nó chỉ có bao gồm 4 giai đoạn kiểu đi của thị trường, đó là consolidation, expansion, retracement, reversal. Thì 4 giai đoạn này nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau và nó tạo thành một vòng lặp vô tận trong thị trường. Và ở đây mình đang để ký hiệu màu đỏ là mũi tên một chiều, nó chỉ có thể xảy ra một chiều. Màu đen thì có thể là tương tác qua lại với nhau. Rồi mình sẽ giải thích cho mọi người nè. Thì bắt đầu từ consolidation thì giá chỉ có một khả năng duy nhất, đó là expansion. Mà khi expansion á thì giá có 3 khả năng xảy ra. Mọi người thấy mũi tên màu đen đầu tiên đó là retracement. Mũi tên màu đỏ ha, một chiều là reversal. Và mũi tên thứ ba đó là có thể quay lại đi consolidation. Thì khi mà nó reversal, ở giai đoạn reversal thì sẽ có 2 khả năng xảy ra là retracement và consolidation. Thì mọi người thấy mũi tên màu đỏ đúng không? Nó sẽ một chiều, vậy sẽ không bao giờ có từ consolidation mà chuyển qua reversal và sẽ không bao giờ có từ consolidation chuyển sang retracement và cũng không bao giờ có từ retracement chuyển sang reversal. Đó. Rồi, có thể là mọi người sẽ thấy cái này nó hơi khó hiểu. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị cho mọi người một cái sơ đồ cây rồi, chắc là sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Đây, thì như mình đã nói, consolidation nó chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đó là expansion. Mà khi expansion thì sẽ có 3 khả năng là retracement, reversal và consolidation. Nếu mà từ retracement thì nó chỉ có một khả năng duy nhất thôi, đó là xảy ra là expansion. Thì khi expansion á thì nó lại quay lại ở đây rồi, đúng không? Thì nó sẽ có 3 trường hợp xảy ra, đó là retrace, reversal, consolidation. Thì mọi người đã thấy cái sợi dây liên kết của nó một cách chặt chẽ và nó tạo ra một vòng lặp vô tận chưa, đúng không? Rồi tiếp theo này, nếu mà xảy từ expansion mà xảy ra reversal ha, thì sẽ có 2 trường hợp khả năng xảy ra, đó là retracement hoặc consolidation. Nếu mà retracement thì sẽ về đây. Retracement á, thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi, đó là expansion. Mà expansion rồi á thì sẽ có 3 khả năng xảy ra, đó là retracement, reversal và consolidation. Thì mọi người thấy cái vòng lặp này nó rõ hơn chưa? Đó. Rồi tiếp tục, nếu mà consolidation thì sao? Consolidation thì nó lại chỉ có một khả năng duy nhất thôi xảy ra, đó là expansion. Đó, thì expansion sẽ có 3 khả năng xảy ra. Thì mọi người thấy cái vòng lặp này nó rõ hơn rồi chứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào đặc điểm của từng giai đoạn ha. Đầu tiên là đặc điểm của giai đoạn đi consolidation là giá đi ngang. Thì mọi người thấy một đoạn giá mình đã lấy, nó đi ngang, đã không tạo đỉnh sau, cao đáy sau, thấp hơn đáng kể ha. Thì đó là đặc điểm của consolidation là giá đi ngang. Rồi mình đến với đặc điểm tiếp theo, đó là đặc điểm expansion bullish. Ở đây mình đang lấy bullish thì mọi người thấy giá đi ngang một thời gian là consolidation. Như mình đã nói, khi giá consolidation chắc chắn chỉ có một khả năng, đó là expansion. Mình đang lấy trường hợp là bullish thì chắc chắn giá sẽ expansion cao hơn so với giai đoạn đi ngang trước đó, thì mọi người đã thấy. Rồi tiếp theo, đặc điểm của expansion là bearish thì nó ngược lại với expansion bullish, nhưng nó giống là gì? Giá đi ngang một thời gian, sau đó giá expansion thấp
thấp hơn so với giai đoạn đi ngang trước đó là expansion bearish. Tới với đặc điểm tiếp theo là đặc điểm retracement bullish, thì mình hay giao dịch ở giai đoạn retracement và reversal. Tại vì sao? Tại vì nó có sự xác nhận cho mình và nó giảm thiểu cái rủi ro risk cho mình. Ở đây mọi người thấy giá nó đi ngang đúng không? Consolidation thì chắc chắn một điều sẽ là gì? Expansion. Đó, thì mọi người thấy giá đã expansion ra và mình đang để ở dưới đó là một cái FVG. Ở đây nó có một cái MSB đúng không? Khi giá expansion ra bullish thì nó sẽ cao hơn với giai đoạn giá đi ngang, thì chắc chắn giá sẽ tạo MSB. Ở đây mình có gì? Một cái order block, thì mọi người hãy xem giá retracement về này. Đó. Thì giá đã retracement về và sau đó giá tiếp tục expansion cao hơn trước đó. Thì giá đã tiếp tục, và ở đây giá được tôn trọng bởi order block và PPR. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn retracement, là giá hồi về hoặc là giá thoái lui. Tiếp theo, đặc điểm của retracement là bearish, thì mọi người biết rồi, nó cũng ngược lại với của retracement bullish thôi. Giá nó sẽ hồi lại và sau đó tiếp tục với xu hướng là giảm. Thì mình đang để đoạn giá là giá sau khi đi ngang đúng không, là consolidation, chắc chắn một điều giá phải expansion. Đó. Thì khi giá expansion đã tạo giá thấp hơn so với đi ngang trước đó và tạo market structure là bearish, và mình có gì, mình có order block, thì lúc này giá đã retracement về, giá đã tăng lên. Đó. Còn ở trên kia là giá đã giảm xuống, còn ở đây là giá tăng lên, giá retrace lên và tôn trọng cái order block này và tiếp tục giá expansion với xu hướng trước đó và đi đúng tiếp tục với cái xu hướng trước đó. Rồi tiếp theo với đặc điểm của reversal, thì mình đã nói rồi, mình thường xuyên giao dịch ở những giai đoạn đó là retracement và reversal. Đặc điểm của reversal bullish nó sẽ như thế nào? Thì mọi người thấy đoạn giá đúng không? Khi giá nó đi ngang, chắc chắn một điều là sẽ expansion. Vậy reversal bullish nó sẽ khác gì? Đây, giờ mình sẽ cho mọi người thấy. Giá đi ngang, giá sẽ phải expansion. Thì mọi người thấy bullish mà sao nó lại expansion là bearish? Thì đây là một loại bẫy của institution hay gọi là market maker. Thì khi mà giá đi ngang, khi giá break khỏi cái vùng đi ngang, thì những người, những retail trader sẽ, những người đánh trường phái breakout thì sẽ kêu giá đã xác nhận xu hướng và sẽ short theo cái xu hướng trước đó, short theo cái xu hướng break ra, nhưng thực chất giá đã reversal, đảo chiều và tăng mạnh mẽ. Thì lúc này với đúng là cái xu hướng thực sự của thị trường nó muốn đi ha. Thì mình sẽ giao dịch ở đâu? Mình sẽ giao dịch khi đợi giá xác nhận MSB ở đây, và mình sẽ tham gia giao dịch ở đây nè, hoặc là ở dưới đây. Đó, mình sẽ đợi ở đây, hoặc là mình sẽ tham gia ở trong quá trình mà giá di chuyển. Đó. Rồi tới với đặc điểm của reversal bearish, thì cũng ngược lại với lại là bullish thôi. Nó cũng giống như vậy, nhưng nó sẽ như thế này. Giá đi ngang, giá expansion tăng lên. Bullish thì giá expansion giảm xuống, còn bearish thì giá expansion tăng lên. Cũng giống với giả thuyết như vậy, giá expansion tăng lên nhằm thu hút những người đánh breakout, những người đã xác nhận được xu hướng đã tạo một xu hướng tăng, nhưng thực chất sau đó giá reversal một cách mạnh mẽ. Thì từ nãy giờ mình đã đi qua hết những đặc điểm chi tiết của từng giai đoạn trên thị trường, và bây giờ đến với phần hấp dẫn nhất trong chủ đề này, đó là dự đoán giá sẽ được đẩy đến đâu. Thì bốn điều trên đó, nó sẽ thay đổi liên tục qua những giai đoạn của thị trường, và mọi người sẽ gặp một trong bốn giai đoạn này trong quá trình giao dịch. Có thể bây giờ mọi người thấy bản thân cần phải học thuộc hết các cách di chuyển của từng giai đoạn trên thị trường đúng không? Nhưng không, mọi người chỉ cần tập trung vô ba câu hỏi này mà mình sắp cung cấp cho mọi người. Và điều mọi người cần phải làm đó là tự hỏi bản thân mọi người ba câu hỏi đó
trước khi mọi người muốn giao dịch. Thì câu đầu tiên đó là giá có khả năng đi đến đâu, câu thứ hai là giá bây giờ đang ở đâu, và câu thứ ba là thanh khoản nằm ở đâu. Thì để trả lời chi tiết ba câu hỏi này thì mình tiến vào ví dụ. Đầu tiên là dự đoán retracement. Như đầu video mình đã nói, mình chỉ giao dịch ở giai đoạn retracement và giai đoạn reversal. Ở đây mình đang lấy cho mọi người một đoạn giá. Thì khi mọi người thấy đoạn giá này, mọi người sẽ phân tích nó như thế nào? Thì để giải quyết vấn đề này, mọi người nhớ lại giúp mình ba câu hỏi. Thì câu đầu tiên, giá có khả năng đi đến đâu? Thì trong trường hợp này, đoạn giá này nó đang là bullish. Vậy giá có khả năng đi đến đâu? Có phải là giá sẽ có khả năng đẩy cao hơn với mức giá hiện tại, đúng không? Nó đang là bullish mà, thì khả năng nó sẽ được đẩy lên cao hơn. Chứ nếu mà nó thấp hơn cái đáy này thì nó chuyển thành xu hướng giảm rồi, đúng không? Thì trả lời cho câu hỏi đầu tiên, mọi người chỉ cần tập trung vào market structure. Tới với câu hỏi thứ hai, giá bây giờ đang ở đâu? Thì có phải mọi người thấy ở trong đoạn giá này giá đang ở 2/2, đúng không? Thì đối với mình, như bài market structure mình đã đề cập, giá đang ở 2/2, mình sẽ không bao giờ giao dịch, tại vì nó rất là high risk. Mình đâu biết được giá có thể được đẩy lên luôn hay không, hay giá lại giảm retracement về, hoặc giá có thể giảm luôn thì sao, mình không biết được. Thì giá đang ở 2/2, mình sẽ không làm gì cả. Thì khi mà trả lời câu hỏi này thì mọi người sẽ biết được giá đang ở đâu và mình có nên giao dịch hay không. Thì có phải mình sẽ đợi giá nó về tạo 2/2 thì mình mới tham gia giao dịch. Thì đến với câu hỏi thứ ba là thanh khoản nằm ở đâu. Thì trong cái đoạn giá đi lên này, MSB, thì mọi người thấy thanh khoản nằm ở đâu? Ở đây, swing này, đúng. FVG. Như trong bài FVG, mình không có đề cập trực tiếp, nhưng mình có nói nó là một vùng giống như nâm chân, có thể thu hút giá về và là nơi tìm kiếm thiết lập giao dịch, đúng không? Ngoài FVG ra thì có phải cái swing low này. Nhưng mà nếu nó giảm về tới đây rồi mà nó break thì đâu còn là xu hướng tăng nữa, đúng không? Thì chỉ có thể là một là FVG, hai là cái swing low này. Vậy mọi người hãy xem giá nó về tới đâu ha. Đó. Thì giá đã về tới tôn trọng FVG và sau đó giá tiếp tục tăng. Thì mọi người thấy khi ở 2/2 mình giao dịch rất là high risk, mình khó để đạt một tỷ lệ RR risk reward tốt được, nên khi đó mình sẽ đợi giá retrace mình về và có xác nhận thì mình tham gia, nó sẽ low risk hơn và mình đạt được tỷ lệ risk reward sẽ tốt hơn. Thì thông qua ví dụ này, mọi người đã hình dung được cách mà mình trả lời ba câu hỏi chưa? Mình nói lại cho mọi người ha, để trả lời cho câu đầu tiên thì mọi người hãy tập trung vào market structure. Câu hỏi thứ hai nó sẽ giúp mọi người tránh giao dịch một cách bậy bạ. Mọi người phải xác định được giá hiện tại đang ở đâu, đang ở 2/2 hay 2/2, hay đang ở low 2 hay là low 2. Cái câu hỏi thứ ba là thanh khoản nằm ở đâu, thì mọi người sẽ tránh được rủi ro là SL. Rồi, tới với dự đoán reversal. Ở đây mình điều kiện của thị trường ở đây ha, mọi người lưu ý giúp mình ha. Ở đây thị trường đang là bearish. Vậy mọi người áp dụng ba câu hỏi đó vô, mọi người trả lời cho mình xem sao. Thì với câu hỏi đầu tiên, giá có khả năng đi đến đâu? Thì với dự kiện của thị trường nó đang là bearish, mà ở đây mọi người nhìn vô, giá nó đang đi ngang, mà thị trường dữ liệu đang là bearish thì chắc chắn giá sẽ có khả năng đẩy thấp hơn so với cái giai đoạn đi ngang, đúng không? Thì giá có khả năng đi đến đâu? Thì mọi người tập trung vô market structure thì giá có khả năng sẽ được đẩy thấp hơn. Rồi tới với câu hỏi thứ hai nè, giá bây giờ đang ở đâu? Thì mọi người thấy giá nó đang ở trong giai đoạn đi ngang, đúng không? Là giá bây giờ đang trong giai đoạn đi ngang. Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ không làm gì hết. Tại vì giá trong giai đoạn đi ngang á, nếu mà giải thích theo liquidity thì có phải giá đang tạo thanh khoản ở hai biên. Lúc này mình giao dịch rất là rủi ro. Thì tới với câu hỏi thứ ba, thanh khoản nằm ở đâu? Thì dữ liệu thị trường đang cho mình thấy là thanh khoản nằm ở H4 liquidity. Và
thị trường đang là bearish. Vậy giá có khả năng sẽ được đẩy lên H4 liquidity và sau đó giảm, đúng không? Và đây là kết quả. Thì thông qua ví dụ này sẽ có rất nhiều người sẽ đặt ra suy nghĩ, đó là nếu mà biết được giá sẽ đẩy lên lấy H4 liquidity sau đó giảm thì tại sao mình lại không lo ngay tại cái giá hiện tại, lo lên tới H4 liquidity sau đó mình canh short. Nếu mà mình biết chắc được nó như vậy thì trên thị trường này sẽ không ai mất tiền, sẽ không ai phải chịu thua lỗ cả. Biết đâu được giá đang ở đây và sau đó nó rớt thì sao? Ở đây mình đang cho dữ liệu một cách clean, thì bởi vậy nên khi mọi người giao dịch đó, mọi người hãy phân tích ở hai time frame xem thử mọi người có bỏ sót cái gì không, và mọi người hãy áp dụng câu hỏi này trước khi mọi người giao dịch thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái plan rõ ràng hơn. Đó, giống như mình trả lời từng câu hỏi một, giá có khả năng đi đến đâu thì thị trường dữ liệu đang cho là bearish, thì giá có khả năng sẽ được đẩy xuống thấp hơn so với giai đoạn hiện tại, đúng không? Và thứ hai, giá bây giờ đang ở đâu? Giá đang trong giai đoạn consolidation, giá đi ngang nên mình sẽ không giao dịch, nó rất là rủi ro. Và thanh khoản nằm ở đâu? Thì H4 liquidity, thì sau khi giá lấy hết liquidity, giá đã ở chiều và giảm xuống. Để rõ hơn thì mình sẽ vô M15 để cho mọi người thấy rõ hơn. Thì ở đây là giá hiện tại đang là đi ngang thì giá sẽ đẩy lên. Thì ở 4H là mọi người thấy nó là sweep, clean sweep. Nhưng ở trong M15 mọi người thấy giá đã MSB nè, giá MSB khi mà nó chạm cái H4 liquidity và sau đó nè, giá làm gì? Giá đẩy xuống, đó, giá lấy được. Đó, thì khi mà nó MSB này sẽ có nhiều người vẫn cứ long lên tiếp tục. Và cách mà mình giao dịch đó, thì khi mà mình xác định được liquidity ở hai time frame giá nó lấy, thì khi ở low time frame sẽ xác nhận sớm cho mình. Thì mọi người thấy giá MSB ở đây, MSB thì mình sẽ có thể giao dịch ở những giai đoạn này. Hoặc nếu mọi người mà hụt ở giai đoạn này thì mọi người cũng có thể tham gia ở những cái giai đoạn sau. Ở đây đó, giá retrace về đó. Và mọi người thấy cái gì không? Thấy hình bóng của Power of Tree không? Giá đi ngang, giá manip, sau đó giá distribute. Thì đây, đây là hình bóng của AMD pattern, hay còn gọi là Power of Tree, thì nó cũng giống nhau. Rồi thì bây giờ mình tới với tổng kết. Thì điều đầu tiên, mình có một lời khuyên cho mọi người là nên in bức hình đầu tiên mình đã cung cấp cho mọi người ra và để nó ngay trước bàn trade của mình. Và điều thứ hai đó là hãy hiểu rõ, phân biệt được những đặc điểm của từng giai đoạn mà mình đã đề cập trong video này. Đó là consolidation là giai đoạn giá đi ngang, expansion là giá mở rộng về một phía, và retracement là giá thoái lui, hay còn gọi là giá hồi về, reversal là giá đảo chiều. Và mọi người hãy nhớ cái quy luật di chuyển của nó, có nghĩa là consolidation thì nó chỉ có duy nhất là expansion, mà khi expansion nó sẽ có 3 khả năng xảy ra, đó là retracement, consolidation hoặc reversal. Và khi reversal thì nó chỉ có 2 khả năng xảy ra, đó là retracement hoặc là consolidation. Mà retracement thì chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, đó là expansion, đúng không? Và hai khả năng không thể xảy ra đó là từ consolidation sang retracement và từ consolidation sang reversal. Đó, mọi người lưu ý giúp mình và hãy ghi nhớ nó. Và điều thứ ba là để dự đoán được giá thì mọi người cần nhớ cho mình 3 câu hỏi này, là giá có khả năng đi đến đâu, giá bây giờ đang ở đâu và thanh khoản nằm ở đâu. Để nắm được 3 câu hỏi này á, thì không có cách nào khác là mọi người phải thực hành. Hãy áp dụng nó trước mỗi khi mọi người lên plan giao dịch. Mình cũng thường xuyên áp dụng nó. Và thứ tư, đối với mình á, price delivery không thể nào sử dụng một cách đơn lẻ độc lập được, mà mọi người cần phải áp dụng kiến thức này cùng với các kiến thức trong chuỗi PA concept mà mình đã chia sẻ trước đó cho mọi người, thì nó mới có thể khai thác tối đa được kiến thức
Stride Delivery được. Và đối với mình á, không có setup nào hoàn hảo 100%, và trading là công việc xác suất. Hãy backtest những kiến thức mà mình đã chia sẻ cho mọi người, đến khi nào mọi người tự tin với nó thì thôi. Và mình đánh giá cao mọi người đã nhấn lại xem hết những video này, và chúc mọi người thành công. Và mọi người đừng quên, những kiến thức này mình đều chia sẻ nó miễn phí trên kênh YouTube Kem Trading. Mọi người cứ lên thẳng kênh YouTube Kem Trading tìm kiếm. Mọi người có thắc mắc hay cần mình giải đáp gì thì cứ comment thẳng xuống dưới bên dưới. Tạm biệt mọi người.